Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin pháp lý trên kênh Luật Pháp Trị. Tôi là Thí Linh và sau đây là vấn đề của ngày hôm nay. Trong những ngày vừa qua, dư luận đang không khỏi bàng hoàng khi hàng loạt những đại án được đưa ra ánh sáng, đặc biệt là những đại án này nổi lên bởi nhiều cái nhất từ trước đến nay. Nhiều bị cáo bị truy tố nhất, nhiều quan chức bị xét xử nhất hay số tiền phạm tội lớn nhất từ trước đến nay. Nhìn chung, những đại án này hầu hết đều có xuất hiện bóng dáng của sự tiêu cực, tham nhũng, thậm chí là sự tiêu cực, tham nhũng diễn ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp và nhiều ngành. Vậy hãy cùng Luật Pháp Trị điểm qua 6 đại án tham nhũng tiêu cực là điển hình sai phạm trên một số lĩnh vực qua bản tin pháp lý ngày hôm nay. Đại án Việt Á. Vụ án xảy ra tại công ty Việt Á là một vụ án điển hình sai phạm trong lĩnh vực y tế chuyên môn sâu. Trong vụ án này, các cơ quan đã khởi tố điều tra 33 vụ án, 133 bị can, trong đó có 3 ủy viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng, Nguyên Bộ trưởng và Bí thư Tỉnh ủy, một Thứ trưởng, một trợ lý Phó Thủ tướng và nhiều cán bộ, cấp vụ, cục, lãnh đạo, các tổ chức, cơ sở y tế địa phương. Ngoài ra, các bị can khác gồm nhiều vụ trưởng, vụ phó cấp bộ, cán bộ ủy ban nhân dân hoặc tỉnh ủy, lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế, cán bộ CDC của 24 tỉnh, thành phố. Thiệt hại gây ra trong vụ việc không chỉ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả nước, mà nó còn là nguyên nhân khiến người dân phải chịu cảnh giá xét nghiệm tăng vun vút như tên bắn, thậm chí là phải trả giá bằng cả mạng sống. Đây không chỉ là hành động trục lợi, mà nó còn thể hiện sự vô tâm, mất nhân tính của một số cán bộ chủ doanh nghiệp khi chà đạp lên sự sống của người dân trong lúc bệnh dịch hoành hành để làm giàu cho túi tiền của bản thân mình. Vụ án FLC. Vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC là vụ án điển hình sai phạm trong lĩnh vực thao túng thị trường chứng khoán, chuyên môn sâu, hoạt động khép kín. Đến nay, các cơ quan đã khởi tố một vụ án 21 bị can, đồng thời kết luận điều tra giai đoạn 1 đề nghị truy tố. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái cùng một số người khác sử dụng tài khoản để mở mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường, đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao nhất từ 15.500 đồng lên 24.050 đồng, tăng 64%. Đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586 đồng trên một cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC. Vụ án Tân Hoàng Minh. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh là điển hình sai phạm trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp. Các cơ quan đã đưa ra kết luận điều tra, ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu. Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm bị can đã huy động tiền trái quy định của pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Thủ đoạn gian dối của Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Số tiền thiệt hại của nhà đầu tư ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án liên quan đến đăng kiểm. Vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm địa phương là điển hình cho sai phạm tham nhũng vặt có tính hệ thống kéo dài. Các cơ quan đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương. Theo cáo buộc, sai phạm chủ yếu là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật. Đơn cử, xe mòn lốp thì nộp tiền thay lốp, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải. Ngoài ra, các hành vi vi phạm pháp luật còn có hệ thống được chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới, kéo dài trong một thời gian rất dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, trong đội ngũ nhân viên, ban giám đốc, lãnh đạo,
phòng ban và đặc biệt là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trong thời gian đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng, quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm này trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đại án chuyến bay giải cứu, đi ngược chủ trương của Đảng, Nhà nước, không để ai bỏ lại phía sau. Một số cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhũng nhiễu, gây khó các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu để trục lợi. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát. Được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cả trong và ngoài nước sẽ được Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vào ngày 17 tháng 11. Có tới 54 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ chuyến bay giải cứu này và đáng buồn là có rất nhiều người, trong đó là những quan chức cấp cao được Đảng, Nhà nước giao cho trọng trách bảo hộ, giúp đỡ công dân. Nhưng thay vì thực hiện nhiệm vụ của mình, họ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Vụ án này không chỉ khiến cho người dân phẫn nộ vì cách thức gây án tinh vi xuyên suốt từ các cấp giữa các bộ ban ngành khác, mà nó còn khiến cho người ta cảm thấy xót xa vì những người quan, người cán bộ đã chà đạp lên xương máu, thậm chí là cả mạng sống của người dân để hưởng lợi, làm giàu cho túi tiền của họ. Đại án Vạn Thịnh Phát. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát Ngân hàng SCB là điển hình sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, dùng ngân hàng để làm sân sau cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trong đại án này, các cơ quan đã khởi tố 3 vụ án, 108 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo, cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,6 triệu đô la Mỹ. Số tiền chiếm đoạt lớn đến mức nếu quy đổi ra mệnh giá 500.000 đồng thì có thể lấp đầy tới 840 sân vận động Mỹ Đình. Trong đó, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la Mỹ. Số tiền hối lộ lớn hơn tất cả các vụ án được nhắc tới ở trên. Đất nước vừa mới trở lại sau thời kỳ đại dịch khó khăn, người dân còn nghèo đói cơ cực. Ấy thế mà lại có những kẻ lợi dụng điều này, lừa đảo hàng trăm triệu, hàng nghìn tỷ để phục vụ cho lối sống xa hoa, theo đuổi sự giàu sang hão huyền. Khi vụ án trên được điều tra ra cũng là nỗ lực của các cơ quan điều tra, các cấp lãnh đạo chân chính đã chỉ đạo quyết liệt để từ đó bắt đi những con sâu làm dầu nồi canh, giúp đất nước ta phát triển. Vừa rồi là bản tin pháp lý trên kênh Luật Pháp Trị. Mọi thắc mắc bạn có thể comment bên dưới hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua fanpage Luật Pháp Trị gạch chéo luật sư Quách Thành Lực hoặc số hotline 0833 125 123. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại trong những số tiếp theo.